Có rồi ơi. Quậy cơ nha. Không biết bự luôn đó nha, quậy tung 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 đó nha. Thấy không đó nha. Thấy nó gậy tung tung đó nha. Hi, mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay cả nhà, thì mình cũng lên đường thăm cái dàn bãi cát cải tiến của mình nha cả nhà. Thì hiện tại mình cũng đi tới điểm, mình xin mời cả nhà đồng hành cùng mình đi thăm dàn bãi cát cải tiến của mình nhé. Chung những con cá lòi cả nhà. Bãi này chữ này cũng có cá không đây? Ngồi vô trong mấy cái sạch đó nha. Cái lời là bữa cá dính dữ lắm nè, có chạy cá không nữa. Mấy cử cứ chân gà cử nào không chạy như thế nè, thấy có đuôi tới cả nhà. Nói giờ ra là mình thấy có cái cá lóc á, nhìn cá gô cả nhà, mấy cá lóc, hai con cá gô bự. Hàng cái gô mày kệ, có gì bắt đó anh cả nhà. Chung thời buổi giờ săn bắt nó cũng khó khăn lắm. Rồi em tắt máy em xử lý nữa cả nhà. Cái bài tiếp theo luôn. Này có con gì trong đây, mình thấy giống có con gì chết trong cái lờ đó nha. Cá gô gì đó. Ừ, chết con, được hai con cá lóc nhỏ cả nha. Mình ngẫm hình con rồi, còn con này sình luôn cả nha, mình chết lâu. Con này thì nó nhỏ quá, nhỏ mà nó ốm nữa cả nhà nè, mà thả nó phóng sinh nữa cả nhà, ốm ốm rồi anh đặt lại cả nhà. Rồi cái bẫy tiếp theo luôn, cái bẫy này vô đường tóc nữa cả nhà. Thử này cá không này. Ừ, cử này vô đường con cá chép luôn, con này ngấm luôn nha. Ngẫm rồi cả nhà. Con ngẫm rồi. Con rắn này thường chính không khi nào mà nguyên cả nhà. Đem thấp. Rồi đem thấp máy. À, xử lý nữa nha. Rồi tiếp tục cái này. Rồi dính gắn nữa cả nhà.
chết luôn. Nhiều con. Rồi lên tóc máy em xử lý cái này. Con này chắc hôm bữa em thả vậy nên cho nó ngấm luôn. Rồi cái bẫy tiếp theo luôn. Đậu xanh dính vắng nữa cả nhà. Con này gắn nước. Trời ơi, con gắn nước con ếch chà bá luôn. Ếch chà bá luôn cả nhà. Ếch này cả nhà. Kinh khủng ếch. Nước nước còn sống nè cả nhà. Nó gắn nãy ngẫm hết à. Rồi đem tắt máy em xử lý con rắn này cả nhà. Đừng thả nó cả nhà, con này cũng nhỏ không bự. Nước. Nay thăm gặp toàn thứ gì không cả nhà. Trong cục lùm này có cái lò nữa cả nhà. Này tính việc hấp thù cả nhà. Nói cho thăm cái luồng đằng kia không dính nha cả nhà. Hai cái cuối cùng không biết sao đây. Coi có nhiều cỏ chen không nổi luôn cả nhà. Có cả nhà ơi. Quậy cả nhà. Không biết bự luôn cả nhà, quậy tung 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 cả nhà. Thấy không cả nhà. Thấy nó quậy tung tung cả nhà. Hai con cả nhà. Quậy tung cây luôn cả nhà. Cứu vớt được cái túi cả nhà. Con cũng chậm. Nãy giờ tưởng hiu. Nên là giờ tới đây cũng cứu vớt cái cuối. Mình vô cặp nữa luôn. Rồi em tắt máy đặt lại cả nhà. Phía bên đây còn cái lò nữa cả nhà. Cái bên kia thấy vậy tung tung, cái bên đây không có hiện tượng như thế cả nhà. Không có được con nữa nha. Em tưởng không có hiện tượng. Cũng được ba em cá lóc cả nhà. Đây cả nhà. Rồi em tắt máy em xử lý nha cả nhà. Rồi nãy giờ em cũng đã về tới nhà cả nhà. Để quay thành quả ngày hôm nay cả nhà cùng xem nha. Hôm nay dính yếu cả nhà. Cũng vớt được ba cá lóc sau cùng cả nhà. Đây cả nhà. Con này cũng chậm chậm. Con này chắc mới vô nha cả nhà. Chứ hai cái gô bự. Dư được mấy con rắn nữa mà không có bắt được, không có bắt nha cả nhà. Thì nói chung clip em có nhiều chia sẻ nhiều cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo nhé.